Trên lĩnh vực kinh tế, số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tính đến cuối tháng 9 2024, tín dụng tăng 9% so với đầu năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9 đã có gần 300.000 tỷ đồng được các ngân hàng cho vay, cho thấy nhu cầu vốn mang tính mùa vụ đang tăng cao trong những tháng cuối năm. Các con số này cho thấy tín dụng đang vào đà tăng tốc, bởi trước đó số liệu đến cuối tháng 8 2024, tăng trưởng tín dụng mới đạt 6,63%. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng toàn cầu hiệu quả, thực chất, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, chủ động tháo gỡ xử lý các khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nói chung và lĩnh vực cho vay đời sống tiêu dùng hiệu quả, thực chất. Thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ đô la Mỹ vào ngành dệt may Việt Nam. Với thị trường này, bên cạnh hiệp định đối tác thương mại song phương, Việt Nam và Hàn Quốc hiện là thành viên của nhiều hiệp định khác như ASEAN Hàn Quốc, RCEP. Điều kiện này là cơ hội tốt cho doanh nghiệp dệt may hai nước gia tăng hợp tác để mạnh xuất nhập khẩu. Đặc biệt Việt Nam và Hàn Quốc cùng ký hiệp định thương mại tự do với EU sẽ giúp doanh nghiệp dệt may Việt Nam tận dụng được nguồn nguyên phụ liệu của Hàn Quốc để đáp ứng quy tắc xuất xứ và đặt mức thuế bằng 0% khi xuất khẩu hàng hóa vào EU.